Minh Sùi xin hoan chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với một game show thú vị hấp dẫn với tên gọi Ký ức bất ngờ. Và đúng như thường lệ vào khung giờ này thì tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau 20:30 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Ký ức bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện. Và ngày hôm nay Minh Sùi gặp lại tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ mời tới đây 3 nghệ sĩ mới và họ sẽ có 3 vị trí tham gia qua 3 vòng thi đặc biệt để xem ngày hôm nay ai sẽ là người chiến thắng quý vị nhé. Xin mời. Đẹp trai, lịch lãm. Xin được giới thiệu ca sĩ Đinh Nướng Phi Trường, MC diễn viên Nam Hy, ca sĩ TT. Wow. Trường cũng có nhiều cảm xúc khi đến với chương trình này, xin mời anh. Đầu tiên cho phép Đinh Nướng Phi Trường xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ký ức bất ngờ ạ. Trường rất là vui khi mà được chương trình mời tham gia đến đây. Có những cái bức hình em post lên mà sau đó em lật lại em coi cái kỷ niệm, nó khác biệt với mình bây giờ quá. Đó chính là điều thú vị của chương trình này. Và thú vị hơn, bất ngờ hơn, đó chính là những câu hỏi thách đố đến từ chương trình. Và hy vọng rằng ba người chơi sẽ hoàn toàn tự tin nhé. Sẵn sàng chưa? Yeah. Xin mời tất cả quý vị đến với vòng đầu tiên với tên gọi Ký ức ùa về. Quý vị thân mến, đây là vòng thi khởi động đầu tiên dành cho 3 nghệ sĩ. Vòng 1 có tất cả 6 hình ảnh được gợi nhớ ký ức dành cho 3 người chơi. Mỗi người chơi sẽ là chủ nhân của 2 hình ảnh. Sẽ có 6 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến những hình ảnh đó để người chơi cùng nhau trả lời. Thời gian để người chơi vừa lắng nghe câu hỏi vừa đưa ra đáp án là 30 giây. Mỗi đáp án chính xác, người chơi sẽ nhận được 1 triệu đồng. Riêng chủ nhân của hình ảnh đó sẽ nhận được 2 triệu đồng. Kết thúc 6 câu hỏi, người chơi có số tiền thưởng thấp nhất sẽ phải dừng cuộc chơi. Món quà đầu tiên sẽ là bức hình gì đây? Xin mời! Ê! Ai ạ? Hình này của ai? Của anh Trường hả? Khi mình nhìn lại bức hình này thì anh có cảm xúc gì không? Đây là anh chụp ở cái khu giải trí ở Hà Nội thì được gọi là bãi đá sông Hồng. Chỗ này là anh đi với người yêu anh hả? Anh đi với người yêu anh hả? Không, cái này là hôm đấy là anh đi với cả đông lắm, anh đi với cả toàn anh em bạn bè. Thôi bây giờ TT dự đoán đi, câu hỏi sẽ liên quan tới điều gì? Về cái vấn đề này mình nói đi đâu hoặc là về ý nghĩa gì quá? Không, chúng tôi sẽ hỏi những câu hỏi đại chúng. Rồi, và khám phá câu hỏi đầu tiên liên quan tới bức hình của anh Đinh Nướng Phi Trường là gì? Và bây giờ 30 giây bắt đầu. Loài ngựa nhỏ nhất thế giới sống tập trung ở quốc gia nào? A. Pháp, B. Hoa Kỳ, C. Anh. Hai giây và hết giờ. Xin mời đáp án của ba khách mời. Hai người chọn C, một người chọn B. Anh Trường, tại sao anh lại chọn B? Anh nghĩ là Hoa Kỳ là một cái đất nước rộng hơn Anh, rộng hơn Pháp, sẽ có nhiều loài hơn và có một loài ngựa nhỏ tập trung đông nhất ở Hoa Kỳ. Anh vâng, đoán thế. Cảm ơn anh. Xin được thông báo với ba khách mời, ba sự lựa chọn này có đáp án đúng. Đáp án của chương trình đó chính là đáp án Kỳ. Chúc mừng Đinh Nướng Phi Trường. Và anh Đinh Nướng Phi Trường khởi động đã có 2 triệu đầu tiên cho riêng mình nha. Chúng ta tiếp tục thôi, đến với món quà bức hình số 2. Trời ơi, cái này là lâu lắm rồi Nam Hy. 8 năm. Bức hình này là Nam Hy đang quay MV bài Sài Gòn Nhớ Người và Phương Linh là nữ chính trong cái MV của Nam Hy. Đây là bưu điện thành phố. Đó. Để xem là câu hỏi của chương trình sẽ là gì. 30 giây bắt đầu. Ngành bưu điện Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý. A. 15 tháng 8 năm 1945, B. 30 tháng 8 năm 1945 và C. 19 tháng 8 năm 1945. Mình chọn một đáp án ạ. Cái này là xa vời quá. Xa vời quá. Với kiến thức của mình. Hết giờ. Xin mời đáp án của 3 khách mời. C, A và C. Nam Hy, tại Nam sao chọn quyết đáp... định chọn A? Hên xui. Hên xui. Dễ đây đúng không? Dễ, đơn giản. Anh Đinh Nướng Phi Trường. Cái này là anh chọn đại nhưng mà cái 19 tháng 8 thì anh nghe quen quen. Một cái ngày nào đó mà mình đã nghe đâu đó rồi, loáng thoáng đúng không ạ? Đáp án chính xác của chương trình. Xin được chúc mừng Nam Hy.
không biết hôm nay làm sao á. Tại vì hướng nhân của bức hình trả lời đúng không? Đúng rồi. Rồi, xin mời món quà tiếp theo ạ. Trời ơi, Lãng Tử. Này đi đâu? Em nhớ ở đây là em đi ở Phan Thiết vào hồi tháng vừa rồi. Em đi trong vỏn vẹn là 2 ngày thôi. Hơi stress nhiều về công việc nên rủ mấy anh em đi chơi. Dạ, 30 giây câu hỏi bắt đầu. Chiếc xe đạp đầu tiên do người nước nào sáng chế ra? A. Đức, B. Pháp và C. Anh. Quá dễ. Dễ nhưng mà cũng có thể nhầm. Đúng, dễ nhưng có thể nhầm. Tại sao người ta lại muốn sáng tạo ra xe đạp để làm gì? Một, hết giờ. Xin mời đáp án của ba người chơi. A, C và C. Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là Đức. Chúc mừng. Và bây giờ hãy xem lượt thứ hai chúng ta sẽ có những bức hình như thế nào. Xin mời. Ý, anh tôi. Cái này là chơi game gì anh nhờ? Cái game này là cái game mà mình phải đuổi theo người chơi cùng với mình để làm sao mà đập hết được hết những cái quả bóng bay mà người đó đang giữ. Là người đuối quá chịu không nổi, ngồi bệt ra sân khấu luôn. Và để xem câu hỏi liên quan tới bóng hay là boxing, chúng ta sẽ có 30 giây để trả lời nhé. Câu hỏi bắt đầu. Nguyễn Thị Thu Nhi boxing. Trở thành võ sĩ quyền Anh đầu tiên của Việt Nam, đạt đai vô địch WBO châu Á Thái Bình Dương vào năm nào? A 2019, B 2020 và C 2021. Khó ha. Hết giờ. Và đáp án của ba người chơi là A, B, C luôn. Titi, vì sao chọn B? Theo cái suy đoán của em thôi nha, thì em nghĩ là B, năm 2020. Và đáp án chính xác của chương trình thì chỉ có một người chiến thắng tại câu hỏi này mà thôi. Và đáp án của chương trình là năm 2002. Hai. Mười. Titi có thêm 1 triệu nữa nha. Cho riêng mình. Titi hay quá. Quý vị thân mến, Thu Nhi bắt đầu tập luyện quyền Anh từ năm 13 tuổi và năm 2020, cô ấy đã trở thành võ sĩ đầu tiên tại Việt Nam, đoạt giải vô địch WBO châu Á Thái Bình Dương sau chiến thắng trước đối thủ người Thái Lan. Tuyệt vời. Việt Nam của chúng ta mãi đỉnh. Ok. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo của chương trình. Xin mời bức hình ạ. Wow. À, Titi nè. Cái này là chỉ là toàn anh em nghệ sĩ tổ chức với nhau chơi giao lưu, giao hữu với nhau thôi. Bức hình này boss từ khi nào nè? Tháng trước ạ. Tháng trước. Hình mới luôn. Ok. Câu hỏi của chương trình là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam về đề tài bóng đá là phim nào? A. Phút 89, B. Sút vô và C. U14 đội bóng trong mơ. 5 giây còn lại ạ. Hết giờ. Và để xem ba nghệ sĩ của chúng tôi có đồng quan điểm với đáp án của mình hay không. Xin mời. Có một người khác thôi. Đó chính là Nam Hy là khác nè. Vì sao Nam Hy lựa chọn phút 89? Nghe cái tên quen quen giống như cái phim gì đó nó trong đầu mình rồi. Bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên viết về đề tài bóng đá này là được sản xuất năm 1980. Và bộ phim của đạo diễn Quốc Long thực hiện với tên gọi Phút 89. Chúc mừng Nam Hy. Em không đá bóng nhưng mà em cập nhật tin tức về bóng đá. Thấy chưa? Bé ơi, hên thôi. Ok, ok. Rồi, yeah. Có nhớ. Nhưng mà tuyệt vời, Nam Hy, bạn có 1 triệu. Yeah, chúc mừng bạn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng ở vòng thi đấu thứ nhất. Bức hình này chắc chắn của Nam Hy rồi. Khi nào đây ạ? Năm ngoái. Và bây giờ 30 giây với câu hỏi cuối cùng ở vòng 1 là... Người Pháp đầu tiên có công tìm ra Đà Lạt là ai? Wow. Wow. A. Pasteur, B. Yaxin và C. Camet. Chiu. Ba chọn luôn. Ba cái tên này quá quen thuộc. Quá mà, quen luôn nhưng á. Nhưng mà lại. Nhưng cái tên nào quen với Đà Lạt nhất? Đúng. Đấy. Đúng. Tôi nghe tôi thấy cái con đường nó quen quen rồi. Và hết thời gian. Xin mời đáp án của ba người chơi. Ba đáp án B. Ba đáp án B. Ba đáp án B luôn. Minh Xu không muốn hỏi thêm nữa bởi vì đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng.
dẹt xin là con đường ở Đà Lạt đúng không ạ? Và xin được chúc mừng cho cả ba người chơi, mỗi người có 1 triệu đồng riêng. Nam Hy, vì đây là bức hình của bạn, bạn có 2 triệu, chúc mừng. Sẽ được tổng kết lại số tiền thưởng mà ba người chơi mang về trong vòng thi đấu thứ nhất. Titi, bạn có 4 triệu đồng. Nam Hy, bạn 5 triệu, chúc mừng. Và cuối cùng anh là thấp nhất rồi đúng không? Anh không phải thấp nhất, cũng cao nhưng mà thấp hơn hai bạn. 3 triệu đồng ngày hôm nay, chúc mừng anh. Cho em tí xíu cảm giác của anh khi đến với chương trình đi. Cảm giác anh rất là vui và anh thực sự là đây là một cái chương trình mà mang đến rất là nhiều cái kiến thức cho chúng ta được. Nhưng không sao, hy vọng rằng là anh cũng sẽ tiếp tục theo dõi chương trình này để biết được xem những câu hỏi tiếp theo của hai bạn chiến đấu vòng 2 là gì đúng không ạ? Chúc anh sẽ có thật nhiều sức khỏe, gia đình thì hạnh phúc luôn và công việc của chúng ta bắt đầu sẽ quay trở lại nhiều hơn, thăng tiến hơn anh nhé. Cảm ơn đã đến với chương trình. Còn bây giờ xin mời Nam Hy cùng với Titi, cùng với tất cả quý vị khán giả luôn. Chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình với tên gọi Ngày Này Năm Xưa. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Kiêu Bất Ngờ. Và đây là vòng thi đấu thứ 2 với tên gọi là Ngày Này Năm Xưa. Vòng 2 sẽ có tất cả 4 lượt xen kẽ. Mỗi người chơi sẽ được chọn 2 trong số 4 hình ảnh được gợi nhớ ký ức mà chương trình cung cấp. Người chơi sẽ phải trả lời những câu hỏi mở tương ứng với hình ảnh đó. Thời gian để chủ nhân của hình ảnh đó vừa lắng nghe câu hỏi vừa đưa ra đáp án là 45 giây. Nếu chủ nhân của hình ảnh đó trả lời chính xác sẽ nhận được 2 triệu đồng. Nếu chủ nhân của hình ảnh đó trả lời chưa chính xác thì đối thủ sẽ có cơ hội giành lấy 2 triệu đồng từ chủ nhân của hình ảnh đó. Thời gian để đối thủ đưa ra đáp án là 15 giây. Nếu đối thủ trả lời chính xác, sẽ nhận được 2 triệu đồng từ ngân hàng tiền thưởng của chủ nhân hình ảnh đó. Nếu trả lời sai, cả hai đều không bị trừ tiền. Kết thúc 4 câu hỏi, người chơi có số tiền thưởng cao nhất sẽ chính thức bước vào vòng 3 của chương trình. Ok, hiện nay Nam Hy đang có quyền quyết định là mình thi trước hoặc nhường cho Titi thi trước. Mình đang có số tiền cao hơn. Cao hơn, phải thi trước chứ. Phải thi trước đó. Đúng rồi. Tuyệt vời, không phải ai cũng như Nam Hy. Có những người ta đùng đẩy ngay. Xin mời 4 bức hình của Nam Hy. Ok. Xin mời Nam Hy chia sẻ một vòng những cái kỷ niệm này. Đây là đi đâu? Đà Lạt với mẹ nè, lúc nào còn nhỏ nè. Hình thứ hai là đây là ở Hà Nội nè. Đây là mới nhất ở Phú Quốc. Và đây là làm một cái event ở quận 5. Kỷ niệm cùng với mẹ thì sao? Tấm hình này là ở thác Đam Ri. Này phải học lớp 1, lớp 2 gì đó nha. Thấy nhỏ ha. Lớp 1 à. Mời Nam Hy lựa chọn bức hình đầu tiên để trả lời. Bức hình ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Rồi. Xin mời câu hỏi. Chúng ta sẽ có 45 giây Nam Hy nha. Câu hỏi này là câu hỏi Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Vì có nước hồ xanh quanh năm nên còn có tên gọi khác là gì? Thật ra là mình là một người gốc Bắc. Bố mình người Bắc, mình rất là yêu Hà Nội luôn. Hồ Hoàn Kiếm thì Nam Hy cũng tới đây rất là nhiều lần, chụp hình nè, ăn kem Tràng Tiền nè. Hoặc là đi buổi sáng thì mình hay thức dậy sớm để mình chạy bộ nữa. Và mình hay nghe người ta hay gọi một cái tên gọi khác, đó chính là Hồ Gươm. Hồ Gươm. Mình phải trả lời trong khoảng thời gian này nha. Vẫn còn thời gian. Khi nào Nam Hy chốt thì Minh Xù sẽ chốt đáp án đó. Chốt đáp án đó là Hồ Gươm. Hồ Gươm. Chưa chính xác. Cho nên là mời Titi. Chúng ta sẽ có 15 giây để trả lời câu hỏi này. Nếu đúng bạn sẽ giành lấy được 2 triệu từ Nam Hy. 15 giây bắt đầu. Hồ Tây. Hồ Tây khác ông ơi. Thật sự ra thì Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Gươm là giống nhau. Nhưng mà còn có một cái tên gọi khác tại đây nữa. Bởi vì là có nước màu xanh quanh năm đó, cho nên người ta hay gọi bằng cái tên khác. Đó chính là Lục Thủy. Vì câu hỏi của chúng ta có một cái gợi ý là nước xanh quanh năm. Câu này thì không ai mất điểm, cũng không ai có điểm thêm. Chúng ta sẽ đến với 4 bức hình gợi ý của Titi. Xin mời. Wow. Nhìn vô thấy giàu ha. Chia sẻ cho Minh Sù biết tí xíu những kỷ niệm này nào. Hình ở trên kia đến mũi Cà Mau á, là ngay địa đầu của Tổ quốc luôn á. Bức hình này thì em tham gia một chương trình truyền hình. Còn hình bên kia là em đi bán siêu xe. Yeah. Em đi bán siêu xe. Yeah. Hình ở dưới thì em quay một cái clip để vui chơi với bạn bè thôi, ở ngoài biển thôi. Tàu. Và bộ đồ này là bộ đồ em hóa thân thành
Ai Cập. Và để xem TT sẽ lựa chọn bức hình nào để trả lời đầu tiên. Chắc là em chọn siêu xe đi. Wow. Siêu xe. 45 giây bắt đầu. Xe ô tô có cửa cánh bướm ra đời vào năm nào? Bán xe là phải biết chứ. Câu ngặt quá vậy. Khó. Câu này ngặt quá vậy. Đại đi ạ. 192. 199. 92. 1992. Đáp án 1992 chưa chính xác. Nam Huy, bạn sẽ có 15 giây để trả lời câu hỏi này. Nếu đúng, bạn có 2 triệu từ TT. 15 giây bắt đầu. Nhanh lên ạ. 19 mấy? 1995. 1995. Dạ, yeah. Cũng rất gần hiện nay. Và đáp án của Nam Hy cũng chưa chính xác. Dạ, yeah. Cái form dáng siêu xe cánh bướm như thế này được ra đời từ rất lâu rồi. Đó chính là năm 1939. Đáp án chưa chính xác, không ai có tiền thưởng cả. Nhưng chúng ta sẽ đến với lượt tiếp theo của Nam Hy. Xin mời. Hồi nãy là Hà Nội rồi, bây giờ mình chọn Đà Lạt đi. Đà Lạt đi. Một lần nữa lại lên Đà Lạt. Đà Lạt đi. Xin mời câu hỏi cuối cùng của Nam Hy. Hả? Ngạc nhiên chưa? Bảo tàng gấu Teddy tại Phú Quốc được khai trương vào năm nào? Tại có chú gấu ở trong này. Câu hỏi liên quan tới con gấu. Chuyện này Nam Hy chốt. Cái này mới xuống. Đây, mới đây thôi. 2020. Mới đây thôi. Mới đây thôi, 2019. 4 giây. 2019. Chốt đi ạ. 2019. 2019, hết thời gian, đáp án chưa chính xác. Rất tiếc. TT, bạn có 15 giây để giành lấy 2 triệu từ Nam Hy. 15 giây bắt đầu. 2019 mà không đúng thì chắc là 2020. Dạ, dạ. Biết đâu. Dạ. Biết đâu được ạ. Vẫn có 21, 22 mà. Thì dạ. Đó thì tùy bạn. Thời gian cũng đã dừng lại ở giây cuối cùng. 2020 là một đáp án cũng không chính xác luôn. Dạ, rất gần luôn, gần đây luôn. Đó chính là ngày 21 tháng 4 năm 2021. Chọn bức hình nào tiếp theo, TT? Napoleon nha. Napoleon. Xin mời. Câu hỏi của chương trình như sau. Loài côn trùng đại diện cho thần mặt trời Capri trong văn hóa Ai Cập là gì? Có xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh liên quan tới Ai Cập. Côn trùng á anh? Đúng đúng, loài côn trùng nè. Con bò cạp. Còn thời gian đó, 5 giây chút đi ạ. Con bò cạp. Con bò cạp đi. Hết giờ, đây là một đáp án chưa chính xác. Nam Hy, bạn có cơ hội. 15 giây của Nam Hy, bắt đầu. Nam Hy nghĩ là con rắn. Con rắn. Rồi côn trùng mà. Côn trùng hả? Hết giờ. Và đó chính là bọ hung. Trời bọ hung. Ơi. Và ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã vượt qua vòng 2. Không ai có tiền, không ai bị trừ tiền. Vui. Vâng, tỷ số quá rõ ràng. Người chơi chiến thắng 5 triệu đồng thuộc về Nam Hy. Bạn sẽ ra về với 4 triệu đồng. Cảm giác của bạn như thế nào và muốn chia sẻ điều gì với tất cả quý vị khán giả hay không? Thật sự thì em đến đây thì mình cũng có một cái ý định là mang những cái kiến thức cá nhân của em lên đây để em đi chơi game show. Mà ai ngờ lên đây là chỉ học kiến thức luôn. Dạ, chuyển sang là học kiến thức luôn. Dạ, cảm ơn TT đã đến với chương trình. Và hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ gặp TT nhiều hơn ở công việc của bạn, trong sự nghiệp của bạn nữa nhá. Chúc mừng cho Nam Hy. Chúng ta sẽ đến ngay với vòng cuối cùng của chương trình với tên gọi Ký ức bất ngờ. Đây là vòng cuối cùng mang tên gọi Ký ức bất ngờ. Vòng 3 sẽ có hai mốc thời gian để người chơi vượt qua. 60 giây đầu tiên, người chơi sẽ phải trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm để lật mở lần lượt 10 mảnh ghép đang ẩn chứa một hình ảnh lớn, gợi nhớ ký ức của chính người chơi. Trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi thì bấy nhiêu mảnh ghép gợi ý sẽ xuất hiện. Trả lời sai hoặc không trả lời kịp câu hỏi thì những mảnh ghép đó sẽ bị khóa lại. 30 giây tiếp theo là thời gian để người chơi nhìn vào hình ảnh lớn đằng sau những mảnh ghép đã được lật mở và trả lời câu hỏi đặc biệt của chương trình. Nếu trả lời chính xác câu hỏi đặc biệt, người chơi sẽ nhận được 20 triệu đồng. Nếu trả lời sai, người chơi sẽ chỉ nhận được về tổng giá trị tiền thưởng cả hai vòng chơi đầu tiên. Và bây giờ 60 giây dành cho Nam Hy. Bắt đầu.
Ai là vị vua thứ 8 của triều đại nhà Lý? A. Lý Anh Tông, B. Lý Chiêu Hoàng, C. Lý Huệ Tông. Lý Huệ Tông. Chính xác. Tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng trong năm 1975 là tỉnh nào ngày nay? A. Buôn Ma Thuột, B. Bình Phước, C. Bình Dương. Bình Dương. Chưa chính xác. Phía mặt trong của công trình Khải Hoàn Môn ở Paris có khắc tên bao nhiêu vị tướng lĩnh? A. 550 vị tướng, B. A. Chưa chính xác. Quốc kỳ Italia có 3 màu nào? A. Đen đỏ vàng, B. Đỏ trắng xanh lam, C. Đỏ trắng xanh lá cây. B. Chưa chính xác. Tia nào dưới đây có bước sóng ngắn nhất? A. Gamma, B. Beta, C. Alpha. B. Chưa chính xác. Vệ tinh Vinasat 1 của Việt Nam được phóng lên quỹ đạo nào? C. C. Chưa chính xác. Rau càng cua còn có tên gọi khác là gì? A. Trâm thảo, B. Chân thảo. Chân thảo. Trâm hay chân? Chân. Chân thảo. Chưa chính xác. Thuật ngữ hết thời gian. Ủa? Ủa? Alo? Alo? Thì mình đúng có câu 1. Nhưng mà Nam đoán được tấm hình này. Đó, cái đó mới là vấn đề. Đôi khi không cần phải mở nhiều chỉ cần mở một thôi mà mình trí nhớ mình tốt, mình nhớ được hết toàn cảnh, mình nhớ được hết chi tiết, thì biết đâu mình cũng trả lời đúng thì sao. Nam Hy nhớ gì? Đây là một cái bức hình mà Nam Hy đến một cái làng trẻ mồ côi, và Nam Hy sẽ làm lồng đèn để tặng cho các em trong dịp Trung thu. Nam Hy nhớ là có ai không? Nam Hy nhớ lúc đó đi là có Sĩ Thanh nè, Đàm Phương Linh nè, Thiên Trang nè, Tâm Tít nè, Ngọc Ánh nè. Wow. 5 bạn nữ. Nhớ rất kỹ. Không có bạn nam nào trong đây hết. Nam là tôi. Rồi, để xem là với trí nhớ quá tuyệt vời như thế này của Nam Hy, liệu bạn ấy có trả lời chính xác câu hỏi chính của chương trình hay không. Bạn sẽ có 30 giây để trả lời câu hỏi này nhé. 30 giây bắt đầu. Có tổng cộng bao nhiêu chiếc lồng đèn xuất hiện trong bức hình? Trời ơi, lồng đèn Nam Hy cầm một cái nè. 3 chiếc lồng đèn. Vẫn còn thời gian, bạn hãy chốt một con số nào đó mà bạn tâm đắc nhất, bạn nghĩ đó là đúng. 3 không đúng. Mình cầm. Ai cầm nữa ta? 10 giây. Một cái lồng đèn thôi. Không nhiều lắm. Và đáp án là 6 lồng đèn. 6 lồng đèn dừng lại ở thời gian 0 giây. Chúng tôi sẽ chốt đáp án là 6 chiếc lồng đèn. Và để mở ra xem trong bức hình này có bao nhiêu chiếc lồng đèn. Chứ tôi đếm là mới có 1 thôi. 1, 2, 3, mở. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và từ từ. 1, 2, 3, đây nè. 7. Còn có màu xanh này nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 chiếc lồng đèn mới là đáp án chính xác. Rất tiếc mời Nam Hy ra đây à. Quá thật phải nói là đây chính là những người bạn trẻ mà trong giai đoạn đó mọi người đã làm những cái chương trình rất là năng động, sáng tạo và đặc biệt là rất là gần với các bạn Gen Z, đúng không ạ? Cảm ơn Nam Hy đã đến với chương trình này, và đặc biệt hơn hết là bạn sẽ ra về với 5 triệu đồng. Chúc mừng. Sao? Kết thúc show rồi, kết thúc chương trình rồi, Nam Hy thấy sao? Ở đây là một chương trình rất là thú vị luôn á. Thứ nhất là được gặp lại Minh nè, gặp lại tất cả anh Trường nè, Titi nè. Nói chung là một cái sân chơi rất là thú vị. Và điều đặc biệt hơn nữa là làm cho mình gợi lại những cái ký ức qua những cái bức ảnh. Và cái điều mà mình không thể ngờ tới là mình cứ tưởng là mình nhớ, nhưng mà thật ra là mình không nhớ. Cảm ơn Nam Hy đã đến với chương trình này. Chúc cho bạn sẽ luôn luôn tuyệt vời như thế và luôn luôn hạnh phúc nhé. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta khép lại chương trình tại đây. Cũng đừng quên đồng hành với chúng tôi vào tuần sau, khung giờ quen thuộc 20:30 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Ký Bất Ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện. Còn bây giờ Minh Sùng, Nam Hy xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.